Xin chào các bạn đang quay trở lại với Cảm Nhận Cuối Ngày trên S-Channel. Và ngày hôm nay ngày 13 tháng 2, hãy cùng mình điểm xem là xung quanh chúng ta có những tin tức đáng chú ý nào nhé. Và ngày hôm nay nếu như mà có kế hoạch đi chơi Valentine thì cũng đừng quên cập nhật tin tức nhé. Giữa tin đồn đã có công ty mới và chuẩn bị quay trở lại đường đua âm nhạc thì động thái mới đây của Jack đã khiến cho người hâm mộ vô cùng xôn xao và chú ý khi mà anh chàng đã thay đổi ảnh đại diện trên Facebook của mình với thần sắc tươi tắn hơn sau rất nhiều những ồn ào sau 2 tháng vừa qua. Đặc biệt ở phần là Jack còn thả thính cực ngắn gọn mà ngọt ngào: "Tôi nhớ các bạn", khiến những người hâm mộ anh phải đứng ngồi không yên. Không chỉ thế, ngay dưới phần bình luận, Jack chia sẻ thêm: "Dù thế nào thì các bạn phải là người an toàn trước, hãy đến tôi nhé." Ngay lập tức, hình ảnh của Jack thu về lượng like và tương tác khủng, gần 100.000 like, 50.000 bình luận cùng hàng ngàn lượt chia sẻ chỉ sau vài phút đăng tải. Bên cạnh đó thì mới đây trên mạng xã hội xôn xao thông tin thái vũ của nhóm hài Pháp TV và vợ đã lên tiếng chỉ trích một số thành viên trong fandom đóm của Jack vì bung hàng. Cụ thể, vợ của Thái Vũ cho biết sau khi đơn hàng của cô được chuyển đi thì bị trả về do không có người nhận. Người này cho rằng phần lớn đơn trả về đều là từ thành viên trong gia đình đóm. Vợ của Thái Vũ còn nói rằng: "Tội nghiệp thằng em tôi, toàn bị dân ôm bom vây quanh", và còn tắt hẳn tài khoản Facebook của Jack để yêu cầu về chấn chỉnh lại fan. Cùng với đó, Thái Vũ cũng đích thân lên tiếng về vấn đề này cực cắt bằng một đoạn status với nội dung: "Trẻ em không hiểu chuyện tao không trách, nhưng không dạy thì cả đời bọn mày không bao giờ lớn được trong cái tư tưởng nhỏ bé mà tưởng vũ trụ đó". Tuy nhiên, sau đó thành viên của Pháp TV đã chỉnh sửa lại dòng trạng thái gay gắt của mình thành: "Chắc các baby cũng đọc hết rồi, mình xóa vì thằng nhóc lóc chóc đó, xin dừng lại tại đây". Chính vì điều này mà nhiều người trong số đó, đa số là fan của Jack, đã vào trang cá nhân của vợ chồng Thái Vũ để lại bình luận chỉ trích vì quy chụp cả hội khi chưa có bằng chứng rõ ràng. Tuy nhiên mới đây, Thái Vũ lại bất ngờ có chia sẻ ngầm ẩn ý chuyện tất cả đã bị lừa bởi một người phụ nữ. Bên dưới một bài đăng cách đây vài giờ, Thái Vũ bày tỏ tất cả đã dính bẫy và những nick tự nhận danh đã thêm kích động để đẩy anh em tôi xa nhau. Nhưng đàn ông tụi tôi không vì những chuyện nhỏ xíu mà giận hờn đâu. Ngoài ra, Thái Vũ còn hé lộ thêm rằng một tài khoản đã add Facebook của vợ anh vài ngày trước, nhưng mãi tới bây giờ Thái Vũ mới phát hiện ra âm mưu này. Mới đây thì anh chàng Khôi Te với một tên gọi khác là He Always Smile đã bất ngờ tuyên bố là sẽ quay trở lại YouTube sau một thời gian tạm nghỉ với một clip có tên là Smile Again. Suốt clip dài 13 phút, Khôi Te đã tóm tắt những gì đã diễn ra với mình trong suốt những năm dừng hoạt động YouTube, trong đó có cả những tâm sự mà người trưởng thành nào cũng trải qua: một chút cô đơn, một chút tiếc nuối, đem hết thời gian đặt vào công việc, trăn trở với ước mơ, đạt được thành công rồi quay lại về với câu hỏi điều gì khiến tôi hạnh phúc. Xem xong clip của Khôi Te, nhiều khán giả vẫn bị ấn tượng mạnh với cách chọn hình ảnh đẹp, góc quay đậm chất nghệ thuật. Tuy nhiên, các fan hâm mộ của anh chàng còn chú ý tới ngoại hình có phần tròn trịa hơn so với 7 năm về trước. Always smile không có nghĩa là lúc nào cũng cười, chúng ta có thể đánh mất nụ cười nhưng rồi sẽ biết cách để tìm lại nó. Đây có lẽ cũng là một thông điệp sống tích cực mà chúng ta cần trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Hy vọng thời gian tới, sự trở lại của Khôi Te sẽ góp phần giúp cho đời sống YouTube đã nhộn nhịp thêm đa phần màu sắc hơn. Vốn là một món quà được ưa chuộng trong ngày lễ tình nhân thì mới đây những viên sô-cô-la để trần với hạn sử dụng nửa tháng với mức giá dao động hàng ngày chỉ khoảng từ 1.000 đến 3.000 đồng một viên thì đã bị hét giá lên gấp hàng chục lần, khiến cho rất nhiều người choáng váng. Nhiều ngày nay, các nhóm bán hàng trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram vẫn đang tiếp tục cập nhật mẫu mã mới cho mùa Valentine. Thậm chí có nhiều nơi nhận đổ xỉ sô-cô-la với mức giá siêu rẻ 1.000 đến 3.000 đồng một viên hoặc 100.000 đến 150.000 đồng một kg. Theo một dòng quảng cáo của một đại lý sô-cô-la Valentine trên Facebook, nếu khách đặt 100 đến 300 viên thì giá là 2.800 đồng một viên, số lượng trên 600 viên sẽ giảm còn 1.000 đồng một viên. Ra qua các chợ online, hầu hết sô-cô-la dạng này đều có được tạo hình đơn giản và được quảng cáo là hàng handmade, có hạn dùng từ 10 đến 15 ngày. Chúng sẽ được xếp vào các loại hộp giấy và giao bán với mức khoảng từ 150.000 đến 200.000 đồng một hộp. Ngoài các sản phẩm truyền thống như sô-cô-la, mặt hàng hoa tươi, mỹ phẩm, đồ trang sức, thú bông, quà tặng lưu niệm cũng được bày bán đa dạng. Tuy nhiên, theo nhiều người bán, năm nay thị trường hiếm quà độc lạ và không đột biến về sức mua. Tại các cửa hàng hoa tươi trên các phố Trần Duy Hưng, Trần Xuân Soạn, Ngô Thị Nhậm, Hai Bà Trưng, Kim Mã, giá hoa hồng Valentine cũng tăng gấp 4 đến 5 lần so với ngày thường, lên mức 20.000 đến 50.000 đồng một bông. Chỉ sau khoảng hơn 20 giờ đồng hồ kể từ khi ra mắt thì MV mới của Đức Phúc mang tên Hơn Cả Yêu hiện đang nắm giữ vị trí top 1 trending trên YouTube với hơn 3 triệu lượt view, thay thế cho vị trí của MV Đình Đám Tặng Anh Cho Cô Ấy của Hương Giang. Đây là thành tích ấn tượng của Đức Phúc trong lần comeback này với Hơn Cả Yêu. Dù sản phẩm không có quá nhiều drama như xu thế hiện tại, nhưng Hơn Cả Yêu vẫn đi vào lòng khán giả nhờ những hình ảnh gần gũi, giản dị và đặc biệt là truyền tải thông điệp tình yêu đến tất cả mọi người. Ngoài ra, đây được xem là bản tình ca quốc dân với lời bài hát cực kỳ dễ thương. Nội dung của MV nói về tình yêu của những người nổi tiếng, của những người bình thường hay là tình yêu của những người lớn tuổi và cả tình yêu đồng giới.
Xuyên suốt MV là những khoảnh khắc thường nhật của các cặp đôi. Họ dù có làm công việc gì, dù có là bất kỳ ai trong xã hội, nhưng đứng trước tình yêu, họ đều giống nhau. Họ đã cùng nhau lan tỏa hạnh phúc đến tất cả những ai đang xem MV này. Xuất hiện trong MV hơn cả yêu của Đức Phúc là những nhân vật với câu chuyện tình yêu thật sự. Cặp đôi nghệ sĩ, nhạc sĩ Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh đã kết hôn, gia đình Minh Lý Hoàng Anh, chú Hạnh Phúc và cô Kim Hải. Ngoài ra còn có sự xuất hiện đặc biệt của Trường Giang, Nhã Phương, của gia đình Eric, gia đình Hòa Minzy và Tùng Sơn, Trang Lụ. Mới đây thì một đoạn video clip ghi lại những khoảnh khắc hậu trường của chương trình Giọng Ải Giọng Ai đã được đăng tải lên fanpage và nhanh chóng thì nam danh hài Trấn Thành đã vấp phải rất nhiều những chỉ trích từ phía khán giả. Cụ thể khi đang ngồi nói chuyện với Eric thì Trấn Thành cũng chĩa sang Đức Phúc rồi nói: "Này Phúc ơi, anh giới thiệu cho em anh Minh Béo nhé." Khi Đức Phúc cười trừ: "Thôi anh Thành, ông xã Hollywood liền bồi thêm: "Không chịu à, em làm sao thế, trải nghiệm thế mới sướng, anh Minh Béo lợi dụng trẻ con." Điều đáng nói ở đây là vào năm 2016, Minh Béo từng bị bắt tại Mỹ vì tội ấu dâm khiến cho dư luận nước nhà cũng như truyền thông quốc tế vô cùng phẫn nộ. Trấn Thành là một nghệ sĩ hài hước, thích pha trò với đồng nghiệp nhưng câu bông đùa lần này với Đức Phúc khiến nhiều khán giả cảm thấy khó chịu. Việc vẫn còn đeo mic có phát tiếng cho cả trường quay nghe khiến cho câu bông đùa trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Vấn đề ấu dâm rất nhạy cảm để mang ra đùa, bên cạnh đó Trấn Thành lại còn nhấn mạnh trải nghiệm thế mới sướng nên càng khiến cho cộng đồng mạng bất bình hơn cả. Thậm chí một khán giả đi xem ghi hình trực tiếp còn chia sẻ rằng Trấn Thành còn nhây thêm nhiều lần nữa. Hiện đoạn clip này đã được gỡ bỏ khỏi fanpage của chương trình sau loạt comment phản đối dữ dội từ cộng đồng mạng. Và đó là những tin tức mà mình muốn mang đến cho các bạn trong ngày 13 tháng 2 ngày hôm nay. Ngày mai sẽ là ngày lễ tình nhân, chúc các bạn sẽ có một ngày Valentine thật là vui vẻ bên người mình yêu thương nhé. Happy Valentine và chúc các bạn ngủ ngon.